Thưa quý vị, công nghệ giải mã gen có thể tầm soát được 22.000 đột biến gen ung thư di truyền trên cơ thể người. Đây là công bố vừa được đưa ra tại hội nghị ứng dụng công nghệ gen trong chẩn đoán và điều trị được Sở Y tế Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội. Ung thư do nhiều nhóm nguyên nhân gây nên như nhóm tác nhân sinh học, virus, vi khuẩn, HP, bệnh lý, hay hóa học như thuốc lá, rượu bia, ô nhiễm, thuốc bảo vệ thực vật, vật lý như tia phóng xạ, tia tử ngoại. Các tác nhân này gây đột biến gen và hệ quả là gây ung thư. Các chuyên gia từ Hiệp hội Di truyền Y khoa Hoa Kỳ cho biết, công nghệ giải mã gen có thể tầm soát được 22.000 đột biến gen ung thư di truyền trên cơ thể người, thậm chí có cả gen kháng ung thư. Đây là loại đột biến di truyền trội. Nếu người mang gen này trong cơ thể tăng cao, nguy cơ mắc ung thư là 50% trước 40 tuổi và 90% trước 60 tuổi. Và nguy hiểm hơn khi cơ thể chứa gen kháng ung thư còn có khả năng kháng hóa trị và kháng xạ trị cao, cũng như làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư nguy hiểm. Như vậy, để biết cơ thể có chứa các đột biến gen hay không thì cách làm hiện đại nhất và có cơ sở khoa học hiện nay là công nghệ giải mã gen. Công nghệ này tạo ra một cuộc cách mạng trong y học về kiểm soát dễ dàng gen ung thư trong tầm tay, từ việc xác định đột biến gen trong cơ thể ở giai đoạn sớm, giúp người bệnh được tư vấn biện pháp theo dõi và can thiệp sớm, giảm phát sinh bệnh do đột biến gen ung thư di truyền, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và phòng tránh bệnh.